con chip mà bị nhiễm bẩn ở mức độ cao trung bình nè, rồi con chip bị nhiễm bẩn mức độ cao và con chip bị nhiễm bẩn ở mức độ khá thấp nè, thì nó cộng lại là 100%, thì ba cái biến cố này chính là hệ biến cố đầy đủ của mình. À, lại mình nhân vào thì ba thằng này chính là hệ biến cố đầy đủ đó, mutually exclusive exhaustive set, có nghĩa là hệ biến cố đầy đủ là hàng hát hàng mường lượng. Vậy thì mình sẽ tính được đặt HML chính là cái biến cố à, giờ giờ nha các bạn. À, biến cố cái này là biến cố chỉ là cái nhiễm bẩn mức độ cao thôi, bạn nào bổ sung thêm chữ và thất bại nữa là sai. Một biến cố nó chỉ có một tên thôi các bạn. Ví dụ nha, cô nói tính xác suất để các bạn nam trong lớp mình thi đậu, thì biến cố A là biến cố bạn nam, biến cố B là biến cố thi đậu. Vậy trong trường hợp này là xác suất của A trong điều kiện B xảy ra, chứ các bạn không được đặt một cái tên biến cố A chính là kết quả của hai phép thử, hiểu ý cô không? Ngay chỗ này các bạn đặt H là mức độ nhiễm bẩn ở mức độ cao, các bạn không thêm nữa là fail conductive, có nghĩa là sản phẩm bị thất bại, tại vì đó là hai kết quả của phép thử. Một biến cố chỉ có một một biến cố mà mình đặt tên ban đầu chỉ là một kết quả của phép thử thôi, nhớ cho cô điều đó. Bạn đặt mà bạn đặt thêm ngay chỗ này fail product là sai, nên ngay chỗ này là chỉ là trung bình cao thấp chẳng hết đó. Giờ em mới đặt F là biến cố product fail nè, là cái sản phẩm bị hỏng nè đó, và mục tiêu của mình đi tìm F nè. Nhưng đi tìm F á thì cái đề nó cho nè, xác suất để con chip hay là product á, product của con chip này là giống nhau, hai này giống nhau, product của con chip này giống nhau đó. Thì em thấy cái màu xanh không, con chip này có độ nhiễm bẩn cao trong cái điều kiện hoặc là nguyên nhân dẫn đến thất bại, hay nói nôm na là cái xác suất để thắng bại trong điều kiện con chip đó bị nhiễm bẩn ở mức độ cao là 0,1. Cái này các bạn nào đọc cho cô cái thằng này bằng tiếng Việt cho cô coi. Cô vừa đọc xong cái thằng này nè, xác suất để mà con chip nè bị hỏng trong điều kiện con chip đó bị nhiễm bẩn ở mức độ cao. Ai đọc tên cho cô thằng này? Xác suất con chip đã bị hỏng trong điều kiện medium ở trong 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 điều kiện trung bình. Tương tự cái này. Xác suất con chip bị hỏng trong điều kiện low. Bạn thấy vừa hỏng vừa lao, có nghĩa là hai cái đó kết hợp với nhau, thì bạn nhớ nha, trong cái bài này cả hai hai cái biến cố mà đi với nhau là cái biến là cái xác suất có điều kiện nha các bạn, nhớ nha. Đó, vậy thì giờ đây em áp dụng công thức thôi. Cái xác suất của H là có 0,1, xác suất của M là 0,3, xác suất của L là 0,5, nhân với từng cái của xác suất có điều kiện của nó là ra được kết quả. Các bạn hiểu bài này không? Hiểu không em ơi? Rồi, ok. Bài này bài gì đây? Rồi, cái bài này. Đọc cái bài này giúp cô, ai đọc đề giúp cô bài này đấy. Bạn qua cái công thức xác suất và điều kiện rồi đó, giờ bạn qua cái nội dung là độc lập. Ai đọc cái đề này giúp cô cái. Và cái nội dung này là vô cùng quan trọng trong cái chương 2. Học xong chương 2 các bạn có một bài kiểm tra, thì trước khi làm bài kiểm tra cô sẽ ôn tập lại tất cả các dạng. Đọc cái đề mọi người. Một hộp gồm mấy thằng đỏ và bốn thằng xanh đó. Một hộp gồm là 6 sản phẩm màu đỏ và 4 sản phẩm màu xanh, rút ra Ok. 2 sản phẩm từ cái hộp đó, từng cái một, sau đó trả lại Có nghĩa có lần đầu tiên, lần đầu tiên nó bị đặt lại trước khi chọn cái thằng sản phẩm thứ hai, em hiểu cái chỗ này không? Có nghĩa là rút hai sản phẩm lần lượt, sản phẩm thứ nhất rút ra, sản phẩm thứ hai rút ra, nhưng return lâm có nghĩa là gì? Sản phẩm thứ nhất rút ra xong mình bỏ ngược vào lại, ví dụ như 6 đỏ 4 xanh
mình rút một cái con viên bi ra, giả sử trúng viên bi đỏ đi, mình rút ra mình trúng bi đỏ, ok. Sau đó mình bỏ cái viên bi đỏ nó vào cái hộp lại, vậy trong hộp vẫn còn mấy viên? 60. Vẫn còn 10 viên. Lần thứ hai mình vẫn bóc, mình xóc 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 lên lại, mình bóc từ cái hộp 10 viên đó mình bóc ra, đó là lần hai. Có nghĩa là it means that, có nghĩa là cái lần thứ nhất bóc ra thì bỏ vào lại trước khi mình chọn lần thứ hai được chọn. Ok không? Mọi người hiểu chứ hả? Hiểu cái bài này nhé các bạn ơi, các bạn cố gắng nha. À, và tìm cái xác suất để có hai cái màu đỏ. Các bạn có thấy y chang cái bài hôm trước của mình học không? Các bạn có thấy xác cái bài này giống bài này không? Nhưng cái bài này là nó khác cái bài vừa rồi một điểm gì, ai biết cho cô cho điểm cộng. Nó cái kia thì lấy ra xong rồi trả lại, còn cái này thì nó không có trả lại. Đúng rồi, cái này without returning nè, thấy không? Là không trả lại, à, bài này không trả lại. Đó, còn bài của mình á là mình trả lại ha. Vậy thì trả lại như vậy, hai cái bài này nó khác nhau điểm gì? À, và bạn chú ý từ cái gì, rút ra kinh nghiệm gì từ cái bài học này? Vậy thì đố em phép thử là gì? Cô cũng nhắc lại y chang những cái bài xác suất thống kê, ai biết được phép thử là gì có điểm cộng. Thử là lấy một sản phẩm ra. Chính xác. Em không được nói là lấy một sản phẩm màu đỏ hoặc màu xanh, bởi vì đó là kết quả của phép thử và vì đó là biến cố. Là lớp đồng ý không? Hiểu hiểu không? Ok, đồng ý. Em chỉ nói là phép thử là chọn ngẫu nhiên một sản phẩm thôi. Và giờ cô mới đặt kết quả của phép thử chính là biến cố nè. Cô đặt A, ký hiệu cho cái lần đầu tiên lấy được sản phẩm gì đây? Màu đỏ. Màu đỏ. Và cô ký hiệu B là lần thứ hai lấy được sản phẩm màu đỏ luôn. Đó, cô ký hiệu như vậy. À, đố các em biết nha, xác suất của A bằng nhiêu? Đặt tên những biến cố đã biết và những biến cố này tính được xác suất. Xác suất của A tính được 6/10. Đố em biết xác suất của B tính được nhiêu? 4/10. Lấy được thằng B này, lần thứ hai lấy được sản phẩm màu đỏ luôn mà em. À, thằng B là lần thứ hai cũng là 6/10 luôn. Bởi vì sao? Trả lại sản phẩm mà, trả lại cái lấy ra xong trả lại mà, chứ đâu có. Chính xác luôn, nên thằng B cũng lấy được mọi người. Vậy cái câu hỏi của mình là tính xác suất để lấy hai sản phẩm màu đỏ. Có phải mình đang tính xác suất của A giao B hay là A nhân B không? Cả lớp đồng ý chỗ này không? Cái chỗ này nè. Muốn có hai sản phẩm màu đỏ thì lần thứ nhất phải màu đỏ và lần thứ hai màu đỏ, đồng ý không? Ừ, tí nữa cô thay đề là ít nhất một cái màu đỏ thì các em làm sao nha. Rồi một cái màu đỏ các em làm sao nha. Không cái màu đỏ các em làm sao nha. Từ một cái đề này mà cô biến hóa thành rất là nhiều cái đề. Các bạn phải hiểu trước cái đề này đã. Cái bài nào trong môn xác suất thống kê này á, cái cô lấy lại làm trắc nghiệm y chang bài này luôn, nhưng cô chỉ đổi tên thôi. Ví dụ bài này hai cái màu đỏ, cô đổi thành hai màu xanh. Em làm được không? Đó, vậy thì phải hiểu bài này. Môn xác suất thống kê là cái môn phải hiểu các em, chứ không có như môn toán đã, toán BMAE hoặc là MAD. Em không, thật ra là không cần hiểu thì nó cũng sai, nhưng mà có nhiều cái có công thức, ví dụ đạo hàm có công thức, tích phân em có công thức, nhưng riêng môn này có công thức nhưng mà hiểu và áp dụng được. Vậy thì cái xác suất của A giao B có phải là bằng công thức này không cả lớp? Cả lớp đồng ý cho cô cái dòng thứ hai không? Cô giảng thiệt chậm, đồng ý thì một, không đồng ý là không. Nhắn tin giúp cô nha, mọi người cứ nhắn ngồi nhắn tin giúp cô đi á. À, rồi tiếp tục, xác suất của A mình tính được 6/10. Ai cho cô biết xác suất của B trong điều kiện A đọc tên là gì và tính giúp cô có điểm tròn cầu? Ai đặt tên giúp cô và tính cái thành xác suất của B trong điều kiện A là cô sẽ cho điểm cộng.
đọc tên thôi, không tính cũng được. Hôm trước đọc tên là gì? Xác suất của lần thứ hai lấy ra màu đỏ trong trong điều kiện lần thứ nhất cũng là màu đỏ. Yes, chính xác, em được một điểm cộng. Nhưng mà lần thứ nhất lấy được màu đỏ, mình bỏ vào lại hay là mình bỏ ra? Mình bỏ vào lại. Yes, rồi. Đố em tính được cái này luôn, cô cho điểm cộng luôn nè. Xác suất để lần thứ hai, cái P này đã lọc đọc là xác suất, mở ngoặc là để. Cái này là lần thứ hai, cái này là lần thứ hai. Lấy được cái red product, cái dấu ngón dấu thẳng đứng này là trong điều kiện A này là lần thứ nhất lấy được sản phẩm màu đỏ và bỏ ngược vào lại hộp. Vậy ai cho cô biết tính được cái thằng này là cái gì? 6/10 đó đúng không? Yes, chính xác, vẫn bằng 6/10, cả lớp hiểu không? Hiểu thì nhắn một, không hiểu thì nhắn. Tại sao không phải là 5/9 giống lần trước? Tại sao không là 5/9 giống lần trước? Rồi, ai giải thích cho cô? Lần cái này bỏ lại. Cái lần trước là không hoàn lại, còn lần này là có hoàn lại, các bạn nhớ không? Ví dụ một hộp của cô là 6 đỏ và 4 xanh. Lần thứ nhất cô chọn ra một sản phẩm màu xanh, có phải là C1 của 6 chia C1 của 10 là 6/10 không? Cô chọn xong rồi cô bỏ ngược lại vào hộp. Vậy trong hộp đó nó vẫn còn 6 đỏ và 4 xanh, đúng không cả lớp? Và nó coi như là chọn lại lần đầu thôi. Lần thứ hai với lần đầu nó cũng giống nhau, bởi vì mình bỏ lại mà. Ok không mọi người? Mọi người bật cam đây, Nam bật cam đây mọi người nè. Rồi vậy nên cái lần thứ hai nè, cô ghi nè, nhìn các bạn, cô ghi rất là chi tiết. Các bạn về đọc cái slide này cực kỳ chi tiết cho cô, vì cái thời slide này cô rất là tâm đắc, cô soạn slide trong vòng 1 tuần đó các bạn. Cái xác suất mà nhìn nha, cái xác suất nha. Cái bài này cô sorry vì cô không có thể ghi lên được, tại vì không hiểu sao cô không biết cách ghi nè. Không biết cách ghi ghi bút á, không chịu ghi. Không sao, cô sẽ tìm. Cô chuyển cái này qua file PowerPoint á, là cô ghi bình thường á cô. Để em gửi cái file cho này cô. Là cái file cô đánh là set em, nên nó sẽ là file luôn luôn là file PDF, nó không bao giờ dạ, là file PDF. Em gửi cho cô cái link đó. Hả? Ý, em gửi cho cô một cái link không, cô vô đó cô bỏ cái file này vào là chuyển sang PDF thì cô xài bình thường cô. Ôi vậy hả, em gửi cho cô link đấy. Bữa giờ em muốn nói rồi nhưng mà giờ mới nói. Ok, giỏi rồi. Mấy đứa công nghệ quá vậy. Rồi mình chọn tệp vào đây đúng không? À mấy cái này online là chọn. Chọn tệp. Sợ cái hiệu toán học của các bạn nó bị lỗi á. Wow. Trời ơi giỏi quá vậy. Từ từ nha. Ồ hay quá. Vậy thì tốt quá rồi. Ồ nó không bị lỗi, nhưng mà cái chữ nó hơi bị nó bị đổi cái phông khác rồi. Nó bội rửa cái phông HISC á. Nhưng mà thôi kệ ha, các bạn cố gắng ha, được không? Ok. Good. Rồi ok. 6/10. Rồi nè các bạn ơi. Nè, cái từ này các bạn, the probability chính là cái từ P. À. Cái này không có cái màu khác luôn hả ta? Ok kể đi. Còn cái từ that nó là mở ngoặc. À mở ngoặc. The second time get red product này là thằng B. Given that là trong điều kiện. The first time get red product là thằng A. Thì mình ký hiệu là xác suất của B gạch 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 thẳng đứng ngang. Rồi cả lớp hiểu chỗ này không?
Rồi ok. Cái này nó hơi xấu nha các bạn. Nên cái xác suất của B này cũng bằng 6/10 because give us less a product than return expect. Có nghĩa là lần thứ nhất mình select, mình chọn nó ra rồi mình bỏ ngược vào lại, nên cái xác suất lần thứ hai chọn được sản phẩm màu đỏ nó vẫn bằng 6/10 luôn. Bởi vì mình vẫn bỏ lại trong 6 đỏ và 4 xanh mà. Nên á nó vẫn là bằng 6/10. Đó. Nên cái xác suất của A giao B nó sẽ bằng xác suất của A nhân xác suất của B trong điều kiện A bây giờ nó bằng 6/10 nhân 6/10 bằng 0.36. Đó. Vậy giờ có một cái chú ý cực kỳ quan trọng này. Đó, cái chú ý này các bạn. Cái chú ý là cái xác suất mà để lần thứ hai lấy được cái sản phẩm màu đỏ nó sẽ bằng 10/6 luôn. Đó. Vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy xác suất của B nó sẽ không phụ thuộc vào việc liệu có hay không cái lần đầu tiên lấy được màu đỏ. À. Vậy các bạn nhớ cho cô nè, cái xác suất để lần thứ hai lấy được màu đỏ nó không phụ thuộc vào lần thứ nhất lấy được màu gì luôn, chứ không phải là màu đỏ. Ngay nhà này, ngay chỗ này bờ lưu luôn. Cái bút của cô sao cô không? Không ấy nè. À, không có phụ thuộc vào nó là màu gì luôn các bạn. À, vậy các bạn nhớ cho cô, cái xác suất của thằng B nó không phụ thuộc việc thằng A lấy màu gì. Ví dụ như thằng A lấy màu ra màu xanh thì xác suất của thằng A là 6/10 đúng cả lớp. Đúng thì lấy 1, không đúng thì không. Rồi. Cảm ơn Nam. Rồi mình bỏ cái viên A nó vào trong. Rồi mình tính cái xác suất của thằng B lấy được cái viên màu đỏ luôn. Vậy do mình bỏ cái viên màu xanh hồi nãy vào ngược lại hộp rồi, nên cái xác suất của thằng B bao giờ nó vẫn bằng 6/10. Đó. Đó, bạn hiểu như vậy đó. Vậy thì nó sẽ not depends on, cái nghĩa là không phụ thuộc vào việc liệu có hay không cái thằng này nó lấy được màu đỏ hay màu gì, kệ nó. Dù nó lấy được màu đỏ hay màu gì nó vẫn bỏ lại hộp mà. Thì xác suất lần thứ hai lấy được màu đỏ thì nó vẫn bằng 6/10 thôi. Ok không? Nên cái công thức bây giờ này, cái xác suất của A của B là cái xác suất lấy được màu đỏ ở lần thứ hai trong điều kiện xác suất lấy được màu đỏ ở lần thứ nhất nó sẽ bằng chính xác suất của B luôn. Đó, nó hay ở chỗ này các bạn. Đó, nhớ nha. Vậy thì cái xác suất của A giao B bây giờ nó sẽ bằng xác suất của A nhân xác suất của B trong điều kiện A. Nó sẽ bằng xác suất của A nhân xác suất của B luôn. Và ta gọi cái trường hợp này là A và B là hai biến cố independent event. Independent event là gì các bạn? Biến cố độc lập. Yes. Hai biến cố là A và B independent event thì cái xác suất của tích bằng gì? Nè. Hai cái biến cố mà independent event thì xác suất của A sẽ bằng xác suất của A. Xác suất của B. Xác suất bằng tích cái xác suất. Chỗ này được không các bạn? Ok không mọi người? Cái này lý thuyết thôi, không có gì hết. Nhớ thêm cho cô một ý. Hai biến cố xung khắc thì sao? Yeah. Thì xác suất của tổng bằng gì? Nhớ luôn công thức này. Đây là công thức xác suất cộng và đây là công thức xác suất nhân, nhưng nó phải có điều kiện. Nếu như A và B xung khắc thì xác suất của tổng bằng tổng xác suất. Nếu A và B độc lập thì xác suất của tích bằng tích xác suất. Vậy xung khắc là gì? Xung khắc là giao nhau bằng rỗng, hay nói nôm na là biến cố A xảy ra thì biến cố B sẽ không xảy ra. Nếu như mà em đã đậu rồi, em đã đậu biến cố A là biến cố em đậu môn học này rồi thì em không xảy ra cái trường hợp biến cố A ngang là biến cố A phải là biến cố em rớt. Không bao giờ nó xảy ra cùng một lúc thì nó gọi là xung khắc. Đầu với rớt là xung khắc, thất bại với thành công là xung khắc, sản phẩm lỗi với sản phẩm mà không lỗi là xung khắc. Đó. Đó là xung khắc nha. Thì xác suất của tổng bằng tổng xác suất. Còn độc lập là gì? Các bạn nhớ hai cái khái niệm này cho cô. Cô với em độc lập là sao? Bây giờ cô hỏi một cái câu vậy đi. Cô với em xung khắc là em hiểu rồi đúng không? Rồi nói lại đi, cô với em xung khắc thì có nghĩa là sao các bạn?
tương tác đi các bạn để hiểu bài. Cô hỏi một bạn đi chứ các bạn không không có thanh hiệp. Nếu như hôm nay các bạn không đi học đầy đủ thì lần sau cô sẽ không ghi nữa. Cô ghi này, cô ghi âm record này nhằm mục đích để các bạn hiểu bài, nhưng các bạn không đi học đầy đủ và ỷ lại cái việc mà cô ghi á, thì cô cũng sẽ không thích. Nên cô cố gắng đi học đầy đủ trên lớp thì cô ghi bài nữa, về nhà dành thời gian nghe thì càng hiểu bài hơn. Cái gì mình cũng ở trong trạng thái chủ động và tích cực. Chứ còn đừng ỷ lại việc cô ghi bài mà không đi học là cô không thích nha. Rồi mọi người, cô và em sống khác là sao các bạn? Có cô không có em, có em không có cô. Đúng rồi, kiểu là ghét nhau mà. Ghét nhau thì làm sao ngồi chung bàn nhậu được? Ghét nhau làm sao đi chung với nhau được? Cô ở đây thì cô ở trong lớp thì em ở ngoài rồi. Nói chung em không thích cô, em không thích nhìn mặt cô rồi. Thì cô ở đây thì em ra ngoài, mà cô ra ngoài thì em đi vào trong, kiểu vậy á. Có nghĩa là A xảy ra thì B không xảy ra, đậu xảy ra thì rớt không xảy ra. Đó, mình hiểu rồi nha, xong khác là vậy. Giao nhau bằng đẳng, không có điểm chung. Nói ra câu nào cũng không có điểm chung với nhau hết á. Không có tương thích về một cái quan điểm gì vậy hết đó. Là xung khắc. Còn cô với em độc lập có nghĩa là sao các bạn? Hiểu thử như thế nào? Cô với em không có liên quan tới nhau. Không có liên quan gì với nhau. Có việc là gì? Tức là cô với em độc lập có nghĩa là sao? Hoặc là em với một bạn độc lập có nghĩa là sao? Ví dụ bạn nam với bạn, bạn gì vừa trả lời đó. Bạn gì có cái icon con gì màu hồng hồng dễ thương. Em bên gì? Em tên Huy. Ví dụ bạn nam với bạn Huy độc lập có nghĩa là sao các bạn? Em với bạn nam không có liên quan tới nhau hết. Ok, cũng nhưng mà có ghét nhau không? Không, không liên quan, không giao nhau. Nói chung là mình là hai thế giới, nói chung là độc lập là việc mà em có tồn tại hay không tồn tại, nó cũng không liên quan đến ai. Chúng ta là người dưng, mặc dù là trong lớp nhưng mà mình không có chơi với nhau, mà mình cũng không ghét nhau. Cái thằng xung khắc là ghét nha, thằng xung khắc là tao xảy ra là mày không xảy ra, tao ở đây là mày không được ở đây. Còn cái thằng độc lập có nghĩa là gì? Việc mà em có thi đậu môn này hay không thi đậu môn này, nó không ảnh hưởng đến việc bạn nam có thi đậu môn này hay không thi đậu môn này. Việc em như thế nào cũng không liên quan đến bạn nam, và tương tự bạn nam cũng vậy. Chúng ta là người dân ngược lối ha, được không? Hiểu không các bạn? Hiểu cái hai cái khái niệm độc lập và xung khắc nha. Khi hiểu hai khái niệm này rồi thì em áp dụng cái công thức này nha. Độc lập thì xác suất của tích bằng tích xác suất, xung khắc thì xác suất của tổng bằng tổng xác suất. Đó. Còn nếu mà không xảy ra độc lập và xung khắc thì nó có cái công thức, mà công thức xác suất của này nè. Đây nè, nếu mà không độc lập và xung khắc thì có công thức này nè. Các bạn áp dụng công thức này. Nếu không độc lập. Còn nếu không độc lập A và B giao nhau mà không A không xung khắc á, thì mình áp dụng công thức gì? Không được ghi dấu cộng nha. Trừ vậy gì? Chưa? Vậy thì cô đã cho các em ba công cụ sống còn của môn xác suất thống kê. Thứ nhất là công thức xác suất cộng, thứ hai là công thức xác suất nhân, thứ ba là công thức xác suất đầy đủ. Nhờ ba công thức này em có thể tính toán tất cả các bài tập xác suất. Ok, ba công thức nha, phải nhớ nha các bạn. Trường hợp công thức cộng có hai trường hợp, công thức nhân có hai trường hợp, công thức xác suất đầy đủ có một trường hợp thôi, nhưng phải nhớ là xác định được hệ biến cố đầy đủ thì mới áp dụng công thức xác suất đầy đủ được. Đó, nhớ cho cô gì ạ? Vậy cái tính chất của cái thằng hai biến cố độc lập thì xác suất mà của A trong điều kiện B thì nó việc A xảy ra hay không xảy ra nó không liên quan đến thằng B, nên cái điều kiện hay không có điều kiện thì cũng kệ nó bằng xác suất của A luôn. Tương tự xác suất của B trong điều kiện A xảy ra, việc A xảy ra hay không xảy ra, việc A sống hay chết kệ A, việc A đậu hay rớt kệ A, thì xác suất của B trong điều kiện A nó sẽ bằng xác suất của B luôn. Do đó xác suất của tích bằng tích xác suất. Đó, nhớ cho cô nha. Nhanh không các bạn? Vậy tại vì cô đang cao trào để giảng đoạn này, cô nói hơi nhanh các bạn, sorry nha, để cô nói chậm lại nha. Rồi tương tự như vậy, em sẽ có N biến cố độc lập. E1, E2 đến N là N biến cố độc lập, thì xác suất của tích biến cố này nó sẽ bằng xác suất của tích sẽ bằng tích từng cái xác suất. Nếu nó độc lập rồi thì mình tích từng cái, không có gì hết. Đó. Này cho trường hợp 2 chuyển qua N, 2 biến cố
chuyển qua ca biến cố, không có gì hết. Rồi, các bạn ơi, các bạn hiểu cái bài này là các bạn hiểu luôn nguyên cái bài về thằng xác suất này các bạn. Giờ hôm nay các bạn ơi, các bạn hiểu cho cô mỗi cái ví dụ này thôi nha. Nói mỗi ví dụ này thì kỳ quá. Nên các bạn cố gắng hiểu bài cho cô cái ví dụ này nha. À, thay vì ví dụ này đi, cô quay lại cái ví dụ này mà ai trả lời được á, ai trả lời được cô cho điểm cộng nha. Bài này nè, bài này cô sẽ ra đắc nghiệm. Ví dụ như cô ra hồi nãy cô kêu là ghét được một cái red product, giờ cô thay là a hai, giờ cô thay là một thì ai biết bằng ra cô cho điểm cộng. À, thôi thôi cô ghi là không đi để bạn cho nó dễ trước đi. Không vô đó, không màu đỏ có nghĩa là mấy màu xanh? Hai màu xanh. Ừ thì là hai màu xanh, ai tính cho cô được kết quả luôn, không cần phải nói phương pháp gì đâu. Này mình đã hiểu bài này đúng không? Hiểu bài này thì cô đổi đề các bạn đã phải làm được. Tại vì tất cả bài về xuất xuất của cô chỉ cần đổi một từ thôi, một số thôi là đổi hoàn toàn. Nên các bạn phải hiểu bài. À, không phải 16 là cái gì nhân cái gì các bạn để nói cho các bạn khác biết. Em. 4/10 × 4/10. Các bạn hiểu tại sao 4/10 × 4/10 không? Cả lớp hiểu thì nhắn một, không hiểu nhắn không, cả lớp nhắn luôn đi chứ không phải là một mình bạn. Để cô biết cả lớp mình hiểu bài không? Còn im lặng là cô không biết nha các bạn. Rồi ok. Có nghĩa là không màu đỏ có nghĩa là hai màu xanh. Hai xanh có phải là lần thứ nhất chọn màu xanh có phải là 4/10 không? Lần thứ hai chọn màu xanh có phải 4/10 nữa không? Rồi tự bấm máy tính ra được nhiều kìa. Rồi ok, cô thay cái đề này tiếp nè. Một màu đỏ, hai biết làm, có điểm cộng. Cái này có điểm cộng nha. Các bạn vừa rồi bạn này có điểm cộng nè. Đó. Còn câu hỏi dễ dễ là cô không cần điểm cộng, bữa này điểm cộng nó được năng vô level nữa ha. Ai một màu đỏ làm được, cô cho điểm cộng. À kết quả này bằng mấy em? Không phải mấy. Không phải 16. Không phải 16 nha. Còn kết quả này là không phải 36 đúng không? Ồ, ok rồi. Rồi ai cho cô biết là một, một màu đỏ rồi ai giải thích rồi ai làm ra được thì nói nha em. Một màu đỏ nha em. Là em lấy một trừ cho trường hợp hai màu đỏ hoặc là hai màu xanh. Đây, đó sẽ ok hợp. Bạn nói là một đỏ lấy ra được một đỏ thì bạn lấy tổng omega trừ đi cho không đỏ và hai đỏ. Cả lớp hiểu không? Có phải là lấy một trừ cho 0.16 trừ cho 0.36 là nhiêu đặt kết quả lên cho cô em? Là 0.2. 0.2. Hoặc là một đỏ của cô. Cô làm cách khác, ai có cách khác không? Ai có cách khác không? Tính xác suất của cô để lấy được một đỏ. Xác suất để một đỏ. Nó bằng. Có hai trường hợp là lần đầu đỏ, lần sau xanh hoặc là lần sau màu đỏ. Yes, lần đầu đỏ nè. Lần sau màu xanh ký hiệu là sao? Đỏ gạch. A gạch đầu. Lần hai mà lần hai là B chứ. À. Phải hoặc là ngang đều được, tại vì ký hiệu nó là rồi ok, tiếp. Lần đầu xanh, lần sau đỏ. Lần sau xanh. Xanh là phải nên các bạn biến cố đối của biến cố A là A phải. A phải là màu xanh, các bạn đồng ý không các bạn? Cả lớp ok rồi. Lần thứ hai lấy được màu đỏ là B. Nè, lần thứ nhất lấy được màu đỏ, lần thứ hai lấy được màu xanh, lần thứ nhất lấy được màu xanh, lần thứ hai lấy được màu đỏ. Đó là trường hợp của mình. Thì cái xác suất của tổng này tại sao bằng tổng xác suất? Ai giải thích được? Tại vì nó là biến cố đối. No, này biến cố đối đi bây giờ đâu em. Cái này là nhớ là xác suất của ờ cũng hiểu nôm na là biến cố đối cũng được cái, nhưng mà biến cố đối trong trường hợp này nó không nói là biến cố đối được em. Xác suất của tổng bằng tổng xác suất hồi nãy mình nói là cái gì? Dạ công thức cộng. Hai biến cố này như thế nào với nhau? Xung khắc. Xung khắc với nhau. Em có thấy giao A phải bằng gì đây? Bằng rỗng. B giao B phải bằng gì đây? Bằng rỗng.
Yes, đó là cái công thức không toán toán học. Còn ý hiểu ý nghĩa thực tế nè. Nếu như lần thứ nhất lấy ra màu đỏ, lần thứ hai lấy ra màu xanh, thì nó có xảy ra trường hợp lần thứ nhất lấy ra màu xanh và lần thứ hai lấy ra màu đỏ không? Không ạ. Không. Thằng biến cố này xảy ra thì thằng này đâu có xảy ra đâu. Nên hai biến cố này được gọi là xung khắc. Vậy xung khắc thì xác suất của tổng bằng tổng xác suất. Các bạn ok không? Ok. Ok. Giờ tiếp. Cái biến cố A này nè, nó xảy ra hay không xảy ra, nó không liên quan đến cái biến cố B này, chọn màu xanh hay màu đỏ. Nên xác suất của tích bằng gì? Cô giảng rất là kỹ. Còn nếu bạn hiểu bài rồi, các bạn tự bấm máy luôn nha. Còn lý thuyết cô mục tiêu của cô là cô giảng thật là kỹ để bạn hiểu bài. Còn bạn có thể tự bấm máy nha. Rồi các bạn bấm máy tính cô, xác suất của A là có phải là 6 phần 10 không? Nhân xác suất của B phải là mấy? 4 phần 10. B phải là lấy màu xanh là 4 phần 10. Tương tự xác suất của A phải là 4 phần 10. Nhân với 6 phần 10, rồi các bạn bấm ra thử nó có bằng 0,2 không? 0,48. Chứng tỏ mình sai. 0,48. Hả? 0,48. 0,48. Ờ 0,48. Vậy thì theo em bài nào đúng, bài nào sai? Bài 0,48 đúng. Bài này 0,48 đúng không em? Được. Rồi tại sao bài này sai? Lại thích tại sao bài này sai? Hồi nãy em thấy bạn Vũ bạn trừ lộn cô. Cái hai màu đỏ là bạn để là 0,64 nhưng phải là 0,36. Ờ vậy em bấm lại thử đi. 0,1 trừ 0,16 trừ 0,36 bao nhiêu? Bằng 0,48. Ờ 0,48 này bấm sai cũng là một cái tội lớn nha các bạn. Thi trắc nghiệm mà bấm sai là xong phim nha các bạn. Rồi các bạn hiểu cái trường hợp này không các bạn? Ok, mọi người hiểu hiểu hồi nãy giờ ba cái bài tập là 0,1,2 cô giới thiệu không? Rồi bây giờ các bạn ơi, một khi bạn hiểu bài rồi, cô chuyển cái đề này thành một cái đề này nữa nè. Cái dạng mà tìm được hai cái màu đỏ, không cái màu đỏ hoặc một cái màu đỏ là dạng cực kỳ đơn giản trong xác suất thống kê. Còn giờ người ta chơi cái chiêu như vậy nè các bạn. Trong cái đề nó sẽ có cái từ nè, more than, à, hoặc là at least. More than có nghĩa là sao các bạn? Nhiều hơn. Nhiều hơn. Hoặc là nhiều cái từ là more than and equal. Nhiều hơn hoặc là bằng. Nhiều hơn và bằng. À, vậy thì giờ nè, giờ cũng là cái đề này cô sẽ giảng dạy là nè, tính xác suất để ghép. Ghép thay vì 2 cô nói là more, à, thay vì 2 thì cô nói là more than 1. Rồi ghép product em làm sao? Đó, cái bài mà 0,1,2 là nó dễ. Còn cái bài mà người ta nói more than 1 là các bạn phải nhớ more than là cái gì? Nhiều hơn. Là dấu gì? Lớn hơn. À, có nghĩa là nó đồng nghĩa với lớn hơn 1. Lớn hơn 1 thì nó có mấy trường hợp? Các bạn phải suy nghĩ tiếp. Một trường hợp. Lớn hơn 1 là có một trường hợp đúng không? Là bằng trường hợp số mấy đây? Số 2. Số 2 là kết quả của mình là mấy? Hồi nãy tính nhiều quên tiêu. 0,36. 6 phần 10 nhân 6 phần 10. Mọi người có follow cô kịp không nè mọi người? Cả lớp, tất cả lớp. Cả lớp mình là bao nhiêu người đây? Comment hết tất cả. Hồi nãy đến giờ cô giảng các bạn follow được bao nhiêu? À, Nam ơi, Nam coi dùm lớp mình bao nhiêu người nè? Nam ơi, Nam có đó không Nam? Rồi Nam sao luôn rồi. Dạ luôn. Nam coi lớp mình gồm bao nhiêu người? Dạ 25 người quá. 25 em... người. Có bạn nào nãy giờ không hiểu bài không? Đừng có ngại ngùng nha. Cô nói câu này nó hơi thô thiển hả ta? Nó hơi không được. Nhưng mà các bạn ơi, mục tiêu của mình là hiểu bài. Nên các bạn cứ thoải mái nhắn cái phần trăm từ 0 đến 1 cho cô.
để cô biết cô giảng. Ok không mọi người? Thật thà thẳng thắn với nhau nha. Ok không? Rồi, cái trường hợp more than and equal 1, ai biết nó là cái gì? Lớn hơn hoặc là bằng 1? Lớn hơn bằng 1 thì có mấy trường hợp? 2 trường hợp. Một trường hợp gì với trường hợp gì? 1 với 2. 1 với 2, vậy có nãy mình tính được cái 1 là 0.48 rồi đúng không? Người đồng ý không? Rồi có phải mình lấy trường hợp 1 mình cộng với trường hợp 2 là 0.48 cộng 0.76 là ra kết quả của mình không? Ok. Rồi ok. At least là cái gì? Nghĩa là gì các bạn? Ít nhất. Ít nhất, ờ đúng rồi, at least ít nhất. Ít nhất, còn tối đa là cái gì các bạn? Maximum hả? Tối đa trong tiếng Anh. Ít nhất, ví dụ như cô nói là ít nhất là không. Vậy thì bài này kết quả là mấy? Ít nhất không thì có mấy trường hợp? 3 trường hợp. 0, 1, 2. Vậy bài này tổng là xác suất của Omega, xác suất của S luôn là 1 rồi đó. Còn maximum là 1 là sao? Nhiều nhất là 1 viên bi đỏ. Nhiều nhất là 1 có nghĩa là sao với 1? Là có thể là lần 1 được 1 viên bi đỏ hoặc là lần 2 được 1 viên bi đỏ. Nhưng mà không. Vậy có... em nói gì cô không nghe? Em nói gì cô không nghe? Tức là trong hai lần rút thì phải có một lần rút được viên bi đỏ và lần thứ cần còn lại phải rút viên bi xanh. Ai? Cô chưa hiểu. Nhiều nhất 1 tức là có hai trường hợp. Một trường hợp sẽ là rút được 1 viên bi đỏ. Ok. Hoặc là không viên bi đỏ được rút. Một đỏ trường hợp nhất, thứ nhất một đỏ trường hợp thứ hai là không tính maximum đỏ. Một có nghĩa là nhỏ một bằng một, nhớ cái này cho cô ok không? Nhỏ bằng một có mấy trường hợp? Có hai trường hợp, một đỏ và không đỏ. Vậy sao một đỏ nãy mình tính nó 0.48, còn không đỏ mình tính ra nhiêu? 0.16 cộng hai này lại là sao? Mọi người hiểu bài không? Ok, hiểu bài rồi thì qua ví dụ này cực kỳ nhanh. Rồi, cảm ơn cả lớp nha. Bạn nào không hiểu bài cũng don't worry about it nha. Cái này là bạn chỉ cần ở trên lớp, bạn chỉ cần hiểu 10% thôi. Về nhà bạn có thể hiểu bài được. Còn hồi xưa cô đi học cô không hiểu gì hết các bạn, tin không? Nên cái việc mà ở trên lớp hiểu bài thì ở nhà cái việc mình nó cái tiết kiệm thời gian đó. Còn trên lớp không hiểu bài thì về nhà học sắp mặt học 100 lần, 1 lần, ngàn lần người khác à, nên cô mới cố gắng giảng thiệt kỹ cho các bạn hiểu. Rồi, đọc cái bài này làm thiệt nhanh luôn, làm trắc nghiệm luôn cho cô. Đó là một... Ai đọc đề bài này giùm cô cái. Nãy giờ cô nói hết hơi hết cổ luôn rồi các bạn. Ai đọc đề đi. Đọc đề theo ý hiểu của mình, không nhất thiết cái từ nào không biết bỏ qua. Đọc đề sao mà mình hiểu mình làm cái gì là được rồi. Không ai đọc hết là Nam, đọc giùm cô Nam. Slide thì cô gửi trên nhóm rồi mà. Có gì đâu phải chụp em. Tố Quyên. Dạ, là một team kỹ thuật đầu tư vào việc duy trì ba thiết bị telecom community. Cái thiết bị gì kệ nó, nếu không biết thì bỏ luôn, ok không? Dạ. Trong một điều kiện kiểm tra định kỳ khoảng 6 tháng thì cái xác suất của mỗi cái thiết bị trên thất bại là 0.3, 0.25, 0.35
Tương ứng, giả sử rằng các thiết bị này đều thất bại một cách độc lập với nhau, thì xác suất mà ít nhất một thiết bị trên transceiver thất bại. Yes, chính xác. Các bạn hiểu đề không? Bước 1 là cô nói phải hiểu đề. Thứ nhất là người ta có 3 thiết bị, và người ta cho xác suất của 3 thiết bị này lỗi là 0.3, 0.2, 0.35. Người ta yêu cầu tính cho cô là xác suất để một thì ít nhất là at least nè, đó không? At least cái từ này nó quan trọng lắm các bạn ơi. Bỏ từ này đi ra là một bài khác. À, at least một thiết bị thất bại, à một thiết bị hỏng á. Đó. Vậy theo như hôm trước cô chỉ cho các em, bước đầu tiên các em phép thử là gì? Ai cho cô biết phép thử bài này là gì? Sau đó cô mới giảng cái bài này. Thử là cái lần check á. Một cái lần check của nó, một cái lần kiểm tra của nó là phép thử. One check. One divide hả? Rồi một kỳ lần kiểm tra, vậy kết quả lần kiểm tra này nó sẽ có trường hợp gì? Thành công và thất bại. Không và thất bại. Yes. Fail hoặc là not fail. À. Vậy thì mình đang cái bài này mình đang quan tâm đến cái biến cố gì, fail hay not fail? Fail. Vậy thì mình đặt cái biến cố của mình là fail đây, vậy thì mình không quan tâm thằng này, vậy thì bài này chính là biến cố của mình. À. Vậy cái đó bước 1 nè, bước 1 là xác định phép thử. Xác định phép thử thì em suy ra được kết quả của phép thử, thì kết quả của phép thử đó chính là cái biến cố mà em cần tìm hoặc biến cố em đã có. Đó là lý do tại sao mà em mới đặt tên biến cố đúng. Đó. Bước 2 đặt tên biến cố. Vậy em gọi em let I denote cái event. Cái event là cái thiết bị thứ nhất là như thế nào các bạn? Mình quan tâm đến cái gì đây? Fail. Tâm đến biến cố. Biến cố như thế nào? Thất bại. Ừ, vậy có phải là cái mình less cái biến cố A nè là cái denote cái event mà cái event does cái divide the first divide đi ha. Fail. Cái xác suất của A này bằng mấy? 0.3. Đồng ý không mọi người? Tương tự cô đặt B, cô đã less. Cái này là cô đang làm tự luận nha. Còn em trong đầu em less denote event that the second divide fail, thì cái xác suất của B này bằng mấy luôn? Tương tự xác suất của C sẽ bằng 0.35. À, vậy mục tiêu của mình là tính at least có một cái thất bại, vậy em tính cho cô đi. Ai cho cô bài này có rất rất nhiều cách tính? Ai cho cô một cái cách tính? Bài này hiểu thì làm được tất cả các bài khác. Rồi, làm đi các bạn. Cái xác suất, cái xác suất, kết quả này xác suất để con at least này. À. Một cái fail. Đó, bằng cái gì? Question. Rồi, ai làm được cho cô? Cái bút ngòi bút em sao nó bự dữ ta? Ai làm được? Ai có ý tưởng? Suy nghĩ đi các em. Cho 2 phút suy nghĩ.
Ủa ai lớp mình bài này mình làm được không? Ai vậy thì giờ cô đổi lại này. À bạn Minh nói cho cô nè. At least một là mình đưa vào cái dấu bằng hoặc lớn hơn bằng hoặc nhỏ hơn bằng, em đưa vào cái gì? Dạ. Ít nhất một là lớn bằng một hay nhỏ bằng một? Dạ lớn bằng một, vậy thì một trừ cho xác suất không có sản phẩm nào fail. Yeah, hey. Chính xác. Sẽ bằng một trừ cho xác suất để không có cái nào fail, ok không? Gọi lớp đi, ok không gọi lớp? Vậy nó sẽ bằng một trừ cho xác suất không có cái nào fail là tính phần sau sao vậy 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 Minh? Tới đó thì em cũng không biết cô. Ờ ok cô cảm ơn. Thôi nó bạn làm vậy nè, xác suất để at least 1 lớn bằng 1 nè. Nó sẽ bằng 1 trừ cho xác suất của nhỏ hơn 1. Mà nhỏ hơn 1 có mấy trường hợp? Có 1 trường hợp. Trường hợp không thôi. Mà xác suất để không có cái nào thất bại, không có cái nào thất bại. Vậy cái thứ nhất phải như thế nào? Phải không thất bại là lấy biến cố đó. Cái thứ hai phải như thế nào? Ôi sorry. Cái thứ hai phải như thế nào? Không thất bại. Cái thứ ba phải như thế nào? Tương tự. Tương tự, cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba đều không thất bại. Mà không thất bại là biến cố đối của gì? Của 0.3, 0.25, 0.35. Ừ đúng rồi, nó sẽ bằng biến cố đối của 0.3. Là không cái nào thất bại, cái này thất bại thì không thất bại có phải là 0.7 không? Dạ, 0.7. Cái này không thất bại có phải là 0.75 không? Rồi này không thất bại là nhiêu? 0.65. Rồi đáp án nhiêu? 0.65875. Ok, mọi người hiểu bài này không? Rồi nha, cô đổi đề nha. Rồi thôi, có nhiều câu là cô giải theo cái bài này. Đặt A1, A2, A3 là ký hiệu cái sự kiện denote in the event. The first, the second, the third divide fail. Đó. Vậy thì mình mục tiêu của mình á. À, câu này mới hay. Câu này á, hồi nãy cô giải cho em một cách đúng không các bạn? Giờ cô giải cho các bạn một cách nữa. Tại vì bài này có rất rất nhiều cách các bạn. Bạn mà hiểu bài rồi, bạn làm cách nào miễn là cách nhanh nhất. Cách hồi nãy á, là bạn kia nghĩ á, là cách nhanh nhất, tại lấy một từ cái biến cố đối của nó là nhanh nhất rồi. Còn bây giờ cô sử dựa vào cái biến cố hợp. Các bạn có nhớ hôm trước mình học lý thuyết là A hợp B xảy ra khi nào không? Khi nào? Khi A xảy ra, dấu này là dấu hoặc. B xảy ra hoặc cái gì nữa? A hợp B đúng các bạn, lấy cả hai luôn. Hoặc và cái gì nữa mà mọi người? A và B cùng xảy ra. Đúng rồi, A và B đồng thời cũng xảy ra. Có cái lý thuyết hôm trước cô đã ghi rồi. Nhớ. Vậy cô mới tương đương một cái là A và B có phải là hai cái không? Hai cái xảy ra. Có phải cái này một cái xảy ra không? Hai trường hợp này là một cái xảy ra, còn cái trường hợp của cái này là hai cái xảy ra. Vậy cô phải có ghi là ít nhất. Có phải là cô ghi là ít nhất một biến cố xảy ra không? Ôi sao, sao kỳ vậy ta? Cô sorry nha, cái nó cái bút nó. Biến cố xảy ra. Mọi người hiểu chỗ này không mọi người? Cường mỗi mình bạn Cường hiểu rồi. Hoài Nam cảm ơn em Lộc. Rồi, vậy thì cô áp dụng cái lý thuyết của A hợp B. Vậy bây giờ A1 hợp A2 hợp A3 xảy ra khi ít nhất một trong một biến cố xảy ra trong hai biến cố. Cái này trong hai biến cố, à, biến cố. Còn bây giờ A1 hợp A2 hợp A3 xảy ra nó sẽ là ít nhất một biến cố xảy ra trong ba biến cố. Bởi vì nó sẽ ra ba trường hợp. Thứ nhất là một biến cố xảy ra. À, thứ hai là hai biến cố xảy ra. Và thứ ba là ba biến cố xảy ra. Cả lớp đồng ý không? Tại ít nhất một mà. Ờ, vậy thì đây là cách thứ hai.
Vậy cô có xác suất của A bằng 0,3, với xác suất của B bằng 0,5, 25 với xác suất của C bằng 0,35. Vậy thì cô mới tính được nè. Có phải là cái biến cô này cô cũng làm theo cách của bạn này luôn rồi, biến cô đối luôn rồi. Rồi, đây là cái xác suất mà cô tính theo cách của bạn hồi nãy. Nhưng cô sẽ có một cái phương pháp tính nữa là hôm trước mình cái học cái bài này rồi. Đây là cái bài nãy cô tính rồi. Hôm trước mình học bài này rồi là xác suất của A1 hợp với A2 hợp với A3. Các bạn nhớ luôn công thức này nha. Nó bằng xác suất của A1 cộng xác suất của A2 cộng xác suất của A3 trừ đi cho xác suất của A1 nhân A2 trừ đi cho xác suất của A1 nhân A3 trừ đi cho xác suất của A2 nhân A3 và cộng cho xác suất của A1 nhân A2 nhân A3. Đây là công thức xác suất cộng mà hôm trước mà cô không biết giờ hôm trước cô dạy chưa cho ba biến cố. Alo alo mọi người ơi, hôm trước cô dạy công thức này chưa? Hình như chưa. Dạ rồi. Hôm trước là cô dạy trong trường hợp hai biến cố đó mọi người. Hai biến cố là thằng xác suất của A nếu mà không xung khắc á, A hợp B nó bằng xác suất của A. À, không nhớ chắc chưa dạy xác suất của B trừ cho thằng xác suất của A nhân B thì nhớ không? Cái này nhớ không? Nhớ. Vậy ba trường hợp thì nó sẽ là công thức này. Ba trường hợp nó sẽ là công thức này em. Đó. Vậy tại sao nó là công thức vậy? Cái này cô sẽ giải thích nè. Tại vì ba trường hợp này, thằng này là A này, thằng này là B này, thằng này là C này. À các bạn nhìn vào đây nha, A này, B này, C. Có phải xác suất hợp A và hợp B hợp C là ba cái phần này không? Vậy có phải là mỗi cái biến cố mình đều trừ cho cái tích ở giữa không? Giống như Trang đó là trường hợp hai biến cố cả lớp, đồng ý không? Mỗi biến cố mình đều trừ cho cái thằng ở giữa này, trừ cho thằng ở giữa này, ok không? Và ba thằng này chồng lên nhau ba lần mà mình trừ đi ba lần như vậy thì mình phải cộng thêm một lần ở giữa là nguyên cái thằng ở giữa này là A1 nhân A2 nhân A3. Tại vì nó chồng lên ba lần mình trừ đi mất ba lần mất tiêu rồi. Và có phải là mình cộng thêm một lần ở giữa của ở giữa ba cái này không? Mọi người hiểu ý không? Alo alo. Rồi. Vậy thì giờ các em bấm máy thử nó giống kết quả nó không nha. Xác suất của A1 lấy 0,3 các em. Này là làm nhanh luôn nha. Xác suất của tích bằng tích xác suất vì cái đề nó cho cái gì? Independent. Cái đề mà có cái từ independent thì xác suất của tích bằng tích xác suất, nhớ dạy cho cô. Vậy bây giờ cái cách này cô tính nè. Các bạn bấm máy tính giúp cô nè. 0,3 cộng 0,25 cộng 0,35 trừ xác suất của tích bằng tích xác suất, em phân tích ra luôn là lấy 0,3 nhân 0,25 trừ 0,3 nhân 0,35 trừ 0,25 nhân 0,35 rồi cộng cho ba thằng này lại nhân lại với nhau là 0,3 nhân 0,25 nhân 0,35. Đây là một cách rồi tính ra kết quả nhiêu. Bấm máy tính dùm cô đi Nam, đi Vương, đi mấy bạn, đi Giao, đi Quỳnh, Quyên, Cường, Nhật, Hùng. Tính đi các bạn. 0,65875. 0,6. Mọi người hiểu bài này không mọi người? Có cùng với quả 0,65875 gì đó không? Ngay chỗ này không? Y chang kết quả không? Hai cách. Rồi mọi người hiểu cách này không? Rồi cô mới giảng tiếp cách tiếp theo. Nên một bài nó có rất nhiều cách nha các bạn. Rồi. Hiểu xong chưa? Cô giảng cái cách tiếp theo nha. Còn chưa hiểu không sao các bạn, don't worry, về nhà coi video. Rồi. Cô giảng cách tiếp theo nha các bạn. Hồi nãy có một cách, giờ đến cách 2, giờ cách 3 nè. Ai cho cô biết cách 3 là gì? Cách 3 này xí nữa nè. Cách 3 là gì? Cách 3 là cái gì các em?
suy nghĩ cách ba thử xem. Tại vì bạn mà bạn suy nghĩ được mấy cái này á, là đến mấy chương sau các bạn làm dễ lắm. Mấy chương sau nó cũng đưa về cái dạng at least rồi, maximum rồi, more than and equal. Các bạn hiểu tất cả trường hợp xảy ra rồi thì cái trường hợp nào người ta cho các bạn cũng làm được. Còn á, cái trường hợp mà các bạn không hiểu rồi thì có cho sao cũng không làm được. Rồi cô giảng đang rồi đầy rồi, cô làm cách ba nha mọi người. Không một một sự im lặng đáng sợ mọi người. Rồi cô làm cách ba, hồi nãy cách hai rồi giờ cách ba. Cách ba có phải là xác suất của cô là xác suất có một, ít nhất một, có phải lớn hơn bằng một không? Cô đang trình bày là trắc nghiệm luôn nha, chứ trình bày tự luận là cô trình bày đàng hoàng lắm đó, chứ cô không có phải làm như vậy đâu. Lớn bằng một có phải xảy ra trường hợp một, trường hợp hai, trường hợp ba không các bạn? Vậy ai cho cô biết cái trường hợp một nó biểu diễn là sao? Nếu mà một biến cố xảy ra nó biểu diễn là sao? Nếu như đề này nó thay là à tính xác suất để một cái sản phẩm bị lỗi thôi, thì ai cho cô biết nó là biến cố gì? Cái này là xác suất một lỗi nè, à một fail nè, cộng xác suất hai fail nè, à cộng xác suất của ba fail nè. Tại sao nó xác suất của tổng được? Bởi vì nếu mà trong ba người, trong ba sản phẩm mà một sản phẩm lỗi đã xảy ra thì không xảy ra trường hợp hai sản phẩm lỗi. Mà nếu mà hai sản phẩm xảy lỗi xảy ra thì không xảy ra trường hợp một sản phẩm lỗi, ba sản phẩm lỗi. Đó. Ví dụ như trong ba bạn đi thi, một bạn thi rớt, hai bạn thi đầu, đã xảy ra rồi, có kết quả rồi thì không xảy ra trường hợp hai bạn thi rớt, một bạn thi đầu. Nên xác suất của tổng mới bằng tổng xác suất. Rồi ai cho cô biết nha, cái trường hợp một fail này ký hiệu sao? Biểu diễn thông qua biến cố ABC giúp cô. Ai biểu diễn được có điểm cộng. Một bạn đi bạn, không nhất thiết phải đúng đâu các bạn ơi, cứ tự tin thoải mái hoàn minh. Đi nhanh nha. Dạ. Có đó không em, nãy giờ hiểu bài không? Hoàng Minh nãy giờ hiểu bài không anh? Ok, về nhà xem lại ha Minh ha, không sao nha, don't worry about it. Tại vì cái này chỉ là một cái gì nhỏ nhoi trong cái cuộc đời của em thôi. Nên cố gắng mình tích góp những cái nhỏ nhoi dạy để mình làm đến cái cuộc đời tươi đẹp của mình. Nên không sao hết em ha, đừng có lo lắng gì cả. Rồi, Hữu Tài. Dạ có. Ờ, cô cảm ơn. Rồi Cường, em vừa nhắn tin nó theo em, một theo là gì Cường? Dạ cô, là xác suất một sản phẩm lỗi. À, xác suất một sản phẩm lỗi. Vậy thì một sản phẩm lỗi em biểu diễn thông qua biến cố A, B, C giúp cô đi. Dạ cô, là B. B, A gạch xẹt. A phải đi ha, tại vì biên cô đối của mình A phải, ok không? Dạ. B, C. Vậy có phải một biến cố này lỗi, có hai biến cố này không lỗi không cả lớp? Các lớp đã hiểu ý không? Tại vì mình đang đi kiểm tra ba cái thằng này cùng một lúc, ba cái thằng này đi thi cùng một lúc. Vậy một thằng thi rớt thì có phải là hai thằng kia như thế nào? Hai thằng kia đậu. Ừ, rồi còn có trường hợp nào nữa không? Không, không Cường. À, bạn gì đó? Rồi cô Cường. Là A phẩy, B phẩy, C. Không, mình đang trường hợp một fail, A phẩy, B phẩy là hai thằng fail rồi. A, em. A, B phẩy, C. Chính xác. Còn trường hợp nào nữa không Cường? Dạ, A, B, C phẩy. Rồi cả lớp hiểu cái chỗ này không cả lớp? Đây là ba trường hợp của cái việc mà một fail. Cô ơi, cho em hỏi là tại mình đặt A, B, C là không phải. Em hiểu không hiểu. Hỏi đi em, không hiểu thì hỏi đi em. Không hiểu thì cho em hỏi là cái ABC là mình đặt là
là fail thì sao, a phẩy là phải không fail mới đúng chứ. Ủa hôm trước mình học a phẩy á, là biến cố đối của a là biến cố không fail nhớ không em? Yeah. Cô sorry cái này là cô một fail. À một fail. Đúng rồi bạn này đang là đúng rồi dễ 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 đúng rồi chính xác một fail. Vậy thì hai kia như nào, vậy thì ngay chỗ này phải hai phẩy đúng không Cường? AB, BC và AC. Rồi cả lớp đồng ý không? Đúng rồi, bạn đã nói đến chính xác rồi ạ. Cường ơi, em chỗ này em với cô cũng nhầm nè, nè Cường. Được không Cường? Được. À cả lớp bạn này đúng rồi nè. Cái trường hợp một fail có phải là hai cái biến cố đối của thằng A là A phải là thành công không? Vậy hai cái thành công, một cái fail, C fail này. Cái này thằng A fail này, cái này thằng B fail. Cả lớp đồng ý không? Rồi tiếp, đồng ý không mọi người? Mọi người đồng ý thì rồi tiếp, cái sản xuất hai fail ai cho cô biết là cái trường hợp nào? Cô là A B C phẩy. Rồi tiếp cộng A B phẩy C tiếp A phẩy B C. Rồi đây rồi. Ai cho cô biết xác suất 3 fail? Cô là ABC. ABC. Mọi người hiểu bài nha mọi người. Mọi người hiểu bài từ đây xuống đây không? Rồi. Ai cho cô biết xác suất của tổng này? Tại sao bằng tổng xác suất nè? Đáng lẽ cô làm tự luận cô phải làm rất là kỹ luôn các bạn. A phẩy B phẩy C rồi cộng cho xác suất của A B phẩy C phẩy rồi cộng cho xác suất của A phẩy B C phẩy rồi cộng cho từng cái xác suất cộng cho đến cái xác suất cuối cùng là xác suất của A B C. Rồi ai cho cô biết xác suất của tổng này tại sao bằng tổng xác suất nè? Vì gì xác suất của tổng bằng tổng xác suất thì nhớ cho cô cái từ hai từ gì? Cô phải gì đây nhớ là đọc. Súng khác. Súng khác đúng không? Vì A do phẩy này bằng mấy đây? Cô bằng rỗng. Ừ, hoặc là mình có thể hiểu như thế này nè. Nếu như mà hai thằng thi rớt, một thằng thi đậu mà đã xảy ra rồi á thì nó sẽ không xảy ra cái trường hợp mà nếu như bạn A, bạn B mà thi đậu, bạn C thi rớt sẽ không xảy ra trường hợp bạn A thi đậu, bạn B, bạn C thi rớt. Hiểu không? Biến cố này xảy ra thì biến cố kia không thể xảy ra. Đồng ý không? Đó là theo lý thuyết, ok. Xác suất. Rồi, xác suất của tích bằng tích xác suất vì sao mọi người? Rồi, tương tự như vậy em làm. Tại sao cái thằng này cô đưa về cái xác suất của thằng này được? Xác suất của tích bằng tích xác suất thì nhớ cái tính chất gì? Nó độc lập. Độc lập. Tại sao ba biến cố là độc lập vậy? Ai giải thích bằng lời? Độc lập có nghĩa là gì? Việc cái thiết bị thứ A nó có bị lỗi hay không bị lỗi nó không liên quan gì cái thằng bình thiết bị thứ B. Vì ba dây nó là ba cái dây nó là ba cái ổ điện khác nhau, hoặc là ba cái nơi sản xuất khác nhau, hoặc là ba cái vị trí khác nhau, nên cái việc thằng A nó có bị lỗi hay không bị lỗi nó không liên quan đến việc thằng B nó có bị lỗi hay không bị lỗi. Chúng ta là người dân, chúng ta không có quan hệ gì với nhau hết. Giống như việc là bạn A thi đậu môn này bạn thì nó không liên quan đến việc bạn B có thi đậu môn này hay không, tại vì mình thi độc lập với nhau, không có copy, không có được chụp hình màn hình, không có được gì cả. Thì việc em có thi đậu hay không thi đậu không liên quan đến bạn B thi đậu hay không thi đậu, nên xác suất của tất bằng tính xác suất. Cả lớp hiểu chỗ này không? Ok rồi, giờ bài này hơi bị nhiều nha. Số bấm máy tính cho cô nhanh lên. A phẩy là bấm máy tính cho cô là không phẩy mấy đây, không phải 7 nhân 0.75 nhân C là 0.35, chỗ này hiểu không? Còn tiếp cái A phẩy là 0.7 nhân 0, B ở đây là 0, B, ôi sorry
0,7 nhân b phẩy là 0, oh, sorry, a đây là 0,3. Nhân này a đây là a đây, nhìn ở trên này nè, a 0,3, b phẩy là 0,75. Nhân c phẩy là 0,65. Cộng tiếp a phẩy ở đây là 0,7 nhân 0,25 nhân 0,0 c phẩy là 0,65 cộng tiếp cho thằng a là 0,3 cộng tiếp vào đây nè 0,3 nhân 0,25 nhân 0,65 cộng tiếp giờ đến thằng này nè cộng tiếp cho 0,3 nhân 0,75 nhân 0,35 cộng tiếp giờ đến thằng này a phẩy nè 0,7 nhân 0,25 nhân 0,35 cộng tiếp cho a nhân b nhân c nè là 0,3 nhân 0,25 nhân 0,35 rồi kết quả cuối cùng bằng mấy. Bài này nó khá là dài luôn. Rồi bấm máy tính đi các bạn. Có đấy cô có cùng đáp án hồi nãy không? 6 năm mấy vậy? 8, 7 năm. 0,6875 hả em? 6, 5, 8, 7 năm. 6. Sáu năm tám bảy năm rồi y chang kết quả rồi mọi người đồng ý không, mọi người hiểu bài này chưa? Vậy trong ba cách này mà mọi người thích cách nào nhất? Làm trắc nghiệm thì làm cách nào? Cách thứ nhất ok, nhưng mà cô cũng tại sao cô lại giảng bài này? Thì bài này nó liên quan đến chương 2 và chương 3 các bạn. Bạn phải hiểu bản chất vấn đề, bạn phải biết là bao nhiêu trường hợp để bạn biết là à, bạn biết nắm trong đầu là có những trường hợp nào xảy ra. Nên cái bài toán nó biến hóa khôn lường cỡ nào bạn cũng làm. Ví dụ thay bài này nó ghi là ít nhất là 2, bạn làm được không? Thay vì là ít nhất bằng 1 thì ít nhất là 2 thì có mấy trường hợp các bạn? Cường. Một cô là có 2 trường hợp. Là 2 hoặc 3 đúng không? Rồi 2 hoặc 3. Vậy thì các bạn có phải là giờ các bạn có không làm nhanh được, các bạn phải làm chậm thôi. Giờ có biến cố đối nó cũng ít nhất là 2 á, là lớn hơn bằng 2 thì nó sẽ xảy ra trường hợp là 2 hoặc 3. Còn nếu các bạn dùng biến cố đối, bạn dùng 1 trừ cho nhỏ hơn 2 á, mà nhỏ hơn 2 thì nó sẽ có trường hợp là gì? 0 và 1. Nên nó cũng y chang. Nên mình cũng phải biết làm cách này. À, ít nhất 2 thì là cái cụm này. Ở lớp hiểu ý cô không? Tại sao cô phải giảng bài này không? Đó. Nên giờ người ta nói ít nhất 2 là mình cũng biết. Tại vì dùng ít nhất 2 dùng biến cố đối nó cũng y chang, cũng dài y chang à. Nên cô mới làm cái bài dài lần tuần hoàn này nè, để các bạn biết là giờ nó ra cái thang. Ví dụ như bài này nó ra là à, tính xác suất để có 2 biến cố bị lỗi. Các bạn làm được không? Hai biến cố bị lỗi là cái chỗ nào đây? Chỗ này thì tính ba cái thằng này thôi, ok không? Cả lớp mình ok không cả lớp? Rồi, cô cảm ơn các bạn đã nghe cô giảng nè. Cô hy vọng rằng bữa học hôm nay những cái gì cô giảng các bạn sẽ cố gắng hiểu được, chỉ cần 5% là được rồi. Về nhà, về nghe video và thực hành lại. Rồi, mình qua một ví dụ cuối cùng trước khi mình nghỉ ha. Ví dụ này là ví dụ siêu easy. Với điều kiện là mình hồi nãy mình đã học cái bài vừa rồi. À, coi có ví dụ này mình dễ hơn không nha. Rồi, một ví dụ này nữa thôi các bạn, là cho cô cho các bạn nghỉ nè. Hôm sau là một bài học cực kỳ quan trọng là định lý Bayes. Định lý Bayes nó sẽ như thế nào với cái công thức xác suất đầy đủ?
thì hôm sau học. Còn 10 phút còn lại các bạn học cái bài này. Cái bài này dễ lắm các bạn. Cô đọc cái đề luôn nha, cho nhanh nha. Theo sau một cái đoạn mạch, bảng mạch này nè. Đó, cái này là bảng mạch nè. Là chỉ khi nào mà cái đường truyền á, cái này là người đọc là sao các bạn? Có một cái đường truyền từ trái qua phải đúng không các bạn? Có phải là từ A qua B không? Đường dây điện nó nối từ A sang B không? Hai. Cái xác suất mà mỗi cái cục này nè, mỗi cái device này, mỗi cái thiết bị này nè nó được show trên hình. Cái xác suất được show trên hình. Cái xác suất này là cái xác suất mà thành công á, tại vì 90% luôn mà. Cái bài nào mà nó cho 90% fail thì nó kỳ quá. Cái này not fail là 90%. Mấy thằng này not fail 90%. Đó, nhớ. 90% này 90%. Giả sử rằng cái thiết bị này nó thất bại một cách độc lập. Tính xác suất để mà cái bảng dẫn đó operate này là gì các bạn? Cái từ đó là gì? Cái từ đó nghĩa là gì mọi người? Nó hoạt động, vận hành. Chính xác. Vậy thì giờ mình đi phải đi tính để mà cái đường dây điện nó hoạt động không? Đường dây điện nó hoạt động có phải là nó phải đi qua, nó đi qua được tất cả các đường này không? Mình đồng ý không? Vậy cho cô hỏi nè. Cái xác suất mà đường dây điện hoạt động nha, nó có phải là từ A đến B nó có 3 cụm không? Vậy thì mình chỉ cần tính xác suất của mỗi cụm này là hoạt động là mình cộng lại là xong. Cả lớp hiểu ý không? Vậy xác suất cụm cuối cùng thì dễ nhất này, nó hoạt động là bao nhiêu phần trăm luôn rồi? 99%. Thôi nè, ok, không phải 99. Giờ đến cụm này. Xác suất để cụm này hoạt động thì đố em có nghĩa là gì? Xác suất để cụm 1 trong 2 cái hoạt động. Mọi người có đồng ý kiến Mạnh Cường không? Có ai khác ý kiến Mạnh Cường không? Cô là ít nhất một cái hoạt động. Cô ghi là không có cái nào hoạt động được không? Theo em là xác suất không hoạt động của từng cái. Hoạt động của từng cái hả? Cô ghi là cô nói là tính xác suất để không có cái nào hoạt động ở đây được không? Không. Nếu không có cái nào hoạt động ở đây có phải dây điện nó bị đứt ở cái đoạn này giữa không mọi người? Dạ. Yeah. Vậy thì làm sao mà dây điện nó chạy từ A, dây đường truyền của mình chạy từ A đến B được? Nên nhất định phải có thằng này phải hoạt động. Nhưng mà cô đang nói là không cái hoạt động thì không được rồi. Giờ thì đối với em là 1 hay là 2? Một cái hoạt động hay là 2 cái hoạt động thì em chọn đi. Rồi ít nhất một cái hoạt động là cả 1 cả 2 luôn. Cả lớp đồng ý không mọi người? Tại vì một cái hoạt động thì nó truyền qua đây, rồi nó truyền qua đây, hoặc nó truyền qua đây, rồi nó truyền qua đây. Đó. Hoặc là cả hai luôn cũng tốt chứ có sao đâu. Vậy có phải là ngay chỗ này là ít nhất một cái hoạt động không? Ok, mà ít nhất một cái hoạt động có phải mình dùng biên cô đối trừ lấy 1 trừ cho xác suất của nhỏ hơn 1 không? Có phải mà nhỏ hơn 1 có mấy trường hợp? 1 trường hợp. Nhỏ hơn 1 có mấy trường hợp? 1 trường hợp. Trường hợp là gì? Trường hợp đó bằng 0. Không có cái nào hoạt động. Lấy 1 trừ cho cái trường hợp mà không có cái nào hoạt động. Vậy ai cho tính cho cô được cái xác suất chỗ này lấy 1 trừ cho xác suất của không có cái nào hoạt động là bằng cái gì? Ai tính cho cô? Cường tính được không Cường? Cường tính được không Cường?
Không có hoạt động này có nghĩa là sao? Cái thứ nhất phải như thế nào? Cái thứ nhất phải như thế nào? Không hoạt động. Không hoạt động thì lấy 1 trừ cho 0,95 có phải là 0,05 không? Rồi cái thứ hai không hoạt động có phải là 0,05 tiếp không? Vậy kết quả này bằng bao nhiêu tính cho cô đi? Là đọc đi các em, cô bấm là cô không nhìn thấy đâu, cô đang giảng cô không có bạn ấn vào được cái chỗ các bạn cho chat bắt đầu nên các bạn nói luôn cho cô đi các bạn. Cô là 0,9975. Rồi các bạn hiểu cái chỗ này chưa? Cái này là đáp án nè, cái này là đáp án nè. Rồi vậy thì để cái thằng này hoạt động thì sao? Thì cần không có hoạt động, một cái hoạt động, hai cái hoạt động, hai ba cái hoạt động. Ít nhất một là trường hợp là 1, 2, 3. Có phải là cũng cần ít nhất một cái hoạt động không các bạn? Vậy thì mình chuẩn lấy trừ 1 trừ cho cái xác suất trường hợp không có hoạt động. Mà 1 trừ không có hoạt động thì cái đầu tiên phải không hoạt động. Cái đầu tiên không hoạt động thì xác suất bằng mấy? 0,1. Ừ, cái thứ hai. 0,1. Ừ, sorry. Rồi thứ ba. Rồi tính dùm cô kết quả nhiêu? 0,999. À, 999. À, rồi ok. Rồi các bạn nhìn cô trình bày nè. Cái này là trong sách giáo khoa trình bày nha. Nó đặt L ký hiệu là cái sự kiện mà cái ba cái đường dẫn này á thông qua ba cái unit này từ trái qua từ bên trái. Và cái này các này hoạt động độc lập với nhau. Thì cái xác suất của cái thằng L á, cái L là cái unit của bên phía bên trái. À, bên trái là cái đầu tiên đó các bạn. Nó ghi là left là cái hàng L, right là cái hàng này và begin between là ở giữa. Thì cái hàng L nó tính là có phải giống mình không? Để thằng L hoạt động thì ít nhất một cái hoạt động thì lấy 1 trừ cho không cái hoạt động. Ok không? Giống cô chưa? Tương tự nó đặt M là cái medium ở giữa có hai cái biến cố. Thì có phải là 1 trừ 0,05 bình không? Nãy cô giảng rồi. 1 trừ 0,05 nè. Là 0,975 nè. Ok không lớp mình? Ok rồi. Và cái thứ ba là cái 0,99. Và để cả ba cái đường này đó các bạn. À, để cả ba đường này nó liên thông với nhau thì đố các em làm phép cộng hay phép nhân? Cộng á, có nghĩa là hợp nha các em. Hợp là ít nhất một cái hoạt động. Hợp mà ít nhất một cái hoạt động thì nó đâu đi xuyên suốt từ A đến B được. Mọi người hiểu ý cô không? Chấp nhận. Nên suy ra là để đường dây này đi từ A đến B thì cái biến cố bên trái L này nó phải hoạt động và là phép nhân. Và cái giữa nó hoạt động và là phép nhân. Là cái cuối cùng hoạt động nên ba cái nó nhân lại với nhau là ra được kết quả 0,98. Phải. Rồi cả lớp hiểu bài không? Rồi ok, cô cảm ơn cả lớp. Rồi về nhà mình coi lại video nha. Cô điểm danh nha các bạn. Rồi các bạn coi thử ai. Nam ơi, em coi thử trong lớp mình ai. Cô stop please.